Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Hưởng thật sanh an vạn trường, sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thực vật lắm duyên lành để khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con đã lễ bái, đã thỉnh pháp sư đã lễ bái Tam Bảo xong ạ. Con xin kính đảnh lễ ngài thượng tọa Pháp Thanh và sư Thiện Tâm. Dạ kính chào và dạ, con xin dâng mít lại với đức để ngài điều này. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Sa thủ sư Trần Đạo đã làm xong bổn phận của mình, lễ bái Tam Bảo, thọ trì quan trai giới. Và âm thanh của sư Trần Đạo hôm nay thì rất là sa thủ. Cái lễ ngài Pháp Thanh, không biết hôm nay ngài sẽ trình bày tăng trì bộ kinh đi lại từ đầu hay là cái đề tài ngày hôm nay, ngài có thể quan hỷ cho đạo tràng biết tương ứng bộ kinh chương một, tương ứng chư thiền phẩm cây lao hay là cây lâu. Cây lao với ngài ơi là ngài cây cây mà cây lâu là cây gì? Một là phẩm cây lao, rồi hai là giải thoát. Đây, đó là cái chủ đề ngày hôm nay, ngài Pháp Thanh sẽ trình bày. Bây giờ còn 3 phút. Kính lễ sư Thiện Tâm, không biết sư Thiện Tâm là vị nào đến với đạo tràng. Xin cùng hoan hỷ có thể giới thiệu về mình để làm quen với đạo tràng. Kính thỉnh bàn tay của sư Thiện Tâm, bởi vì mới gặp lần đầu, không biết là được bao nhiêu hạ, thế rồi thì đạo tràng có được một cái kính trong sự giao tiếp. Kính thỉnh bàn tay của sư Thiện Tâm ạ. Alo, có thể giới thiệu về mình để đạo tràng.
ta học hành theo cái lời dạy của Đức Phật, ta học những cái kim ngôn, những cái phương pháp mà Đức Phật dạy để chúng ta thực hành vào đời sống, đem đến sự an lạc cho nội tâm, rồi chọn những cái việc thích hợp hay là không thích hợp, vào cái thời điểm nào thì chúng ta áp dụng cái công việc đó thích hợp, và nếu mà chúng ta làm thì ngay cái thời điểm nó không thích hợp. Ví dụ như bây giờ hàng ngày vào cái thời khóa đó là cái thời điểm chúng ta lễ Tam Bảo rồi hành thiền, nhưng mà hôm nay vì có cái sự chuẩn bị cho cái cuộc lễ, mọi người đang lau dọn, rồi trang trí chân bông hoa, nhưng mà bây giờ nếu mà mình nói mình áp dụng, nói không, cái thời điểm này, giờ này là cái giờ mà tụi tôi tụng kinh hành thiền, bây giờ để tụi tôi tụng kinh hành thiền xong rồi mấy người mới được lau dọn chân bông chân hoa, thì như vậy là mặc dù cái công việc của mình lễ bái Tam Bảo hành thiền tụng kinh nó là một cái việc rất là tốt hữu ích, nhưng bây giờ ngày mai là cái ngày lễ mà bây giờ mình áp dụng cái thời khóa cứng nhắc như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc lễ của chùa vào ngày mai. Cho nên chúng ta cũng biết những cái việc là hữu ích nhưng mà phải chọn cái thời điểm thích hợp. Cái chuyện mình tu, mình lễ bái Tam Bảo, mình tụng kinh á, nó nhiều ngày thôi, hôm nay á, vì ngày mai là cái cuộc lễ cho nên mình dời lại để hôm nay, để các Phật tử người ta lau dọn rồi chinh bông chinh hoa, để trang trí cho cái buổi lễ nó được tốt đẹp, thì chúng ta nên chọn cái thời điểm khác, chờ Phật tử là chinh bông hoa xong rồi mình hành thiền cũng được. Thì như vậy đó, thì khi mà chúng ta có sự hiểu biết thì nó sẽ tránh được những cái phiền não. Còn nếu mà chúng ta vì cái vấn đề mà chấp thủ thì nó sẽ gây cái phiền não không đáng có. Mà với cái người mà có sự tu tập, có sự hiểu biết, tránh được cái công việc không đáng, chúng ta phải hiểu biết trong cái cách là hành động ứng xử có ý thức, có trí tuệ, như là vấn đề mà hồi nãy sư vừa nêu lên, rồi trong cái các cái pháp chúng ta thấy rõ được cái chân tướng của nó, chứ chúng ta không nên chỉ nhìn trên cái tục đế, tức là tất cả mọi các pháp nó diễn biến chúng nhìn thấy theo nhân theo quả, rồi nó sanh thế nào như thế nào, rồi mình thấy cái thật tướng gạt bỏ đi những cái tục đế thì chúng ta mới thấy được cái chân đế. Mà chính nhờ cái chân đế này thì chúng ta mới giải thoát được, mới có cái sự chính nhờ thấy được chân đế. Còn nếu mà chúng ta chỉ nhìn trên cái tính chất tục đế thì chúng ta khó mà đoạn trừ những cái phiền não được. Ví dụ như bây giờ á, Đức Phật nói là không có một cái sắc thinh nào thu hút cái tâm của người nam hơn là
cái sắc thân của người nữ, rồi không có một cái sắc cái thân nào thu hút người nữ bằng cái sắc cái thân của người nam. À, chính vì trước đối tượng chúng ta thấy đối tượng qua cái tục đế là người nam, rồi có cái âm thanh như thế này, cái sắc pháp như thế này, cho nên cái phiền não nó mới dấy động, cái luyến ái nó mới sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta có thì đó là ngũ quẩn. Rồi chúng ta có sự thu thúc lục căn, thấy đó chỉ là một chúng sanh. Chúng ta nhìn trên cái chân đế là gì? Đó chỉ là ngũ quẩn. Không có để cho phiền não nó luyến ái nó sanh khởi. Cho nên á là trong đời sống chúng ta cũng phải luôn luôn có cái sự hiểu biết để đoạn trừ những cái phiền não nó vừa sanh khởi. Thì á khi mà chúng ta mới tu tập, chúng ta chưa đủ sức để thấy được những cái chân đế, thì chúng ta có thể là quá tưởng về cái sự bất tịnh của cái thân ngũ quẩn mình. Ngay chính mình, cái thân ngũ quẩn mình cũng hôi hám, rồi cũng đầy những cái vật bất tịnh. Dùng cái pháp là suy tư, chúng ta nhìn đối tượng chẳng có gì đẹp, chẳng qua cũng là một cái thân ngũ quẩn đầy bất tịnh, đầy hôi hám mà thôi. Để chúng ta tạm thời đoạn trừ được tất cả những cái phiền não nó sanh khởi. Rồi khi mà ta quán những cái vật bất tịnh như là quán tử thi, hay là quán những cái vật bất tịnh từ ở trong cái thân này, đây là một cái túi chứa đầy tất cả là phẩn đàm mật máu, các cái vật bất tịnh, thì lúc đó chúng ta nhìn đối tượng bằng cách là mình đã quán những cái tử thi, quán những cái vật bất tịnh ở trong cái thân ngũ quẩn này, thì khi mà chúng ta dùng cái sự tu tập để khắc trừ những cái phiền não nó dấy động ngay trong cái thời điểm hiện tại, để tạm thời chúng ta đè nén không cho các cái phiền não nó sanh khởi. Đó là cái bước thứ hai trong cái đời sống. Cho đến khi mà những vị đã đạt đến thánh đạo, thánh quả, thì lúc đó đó cái sự đoạn trừ do cái năng lực sự tu tập, thì cái thánh đạo thánh quả nó sẽ đoạn trừ vĩnh viễn những cái phiền não. Cho nên á trong đời sống chúng ta biết phải tu tập từng bước để có cái sự đoạn trừ, bằng cách là đoạn trừ tạm thời, rồi bằng cách là sự khắc chế, rồi đoạn trừ dứt tuyệt qua sự chứng đắc các cái phiền não. Thì đoạn trừ tạm thời là giống như chúng ta phải có sự hiểu biết, phải thu thúc lục căn, chúng ta nhìn nhưng mà không có nhìn trực tiếp vào đối tượng. Chúng ta thấy đối tượng chỉ là những cái thân ngũ quẩn bất tịnh, đầy rẫy những cái vật bất tịnh để chúng ta cảm thấy nhàm chán. Chính từ cái thân chúng ta so sánh với đối tượng thì cũng như thế, để
chúng ta không có khởi cái tâm luyến ái để khắc, tạm thời khắc chế, rồi chúng ta tu tập các cái pháp để nhằm đưa đến cái sự ghê sợ đối với cái đối tượng. Rồi khi mà chúng ta tu tập đến những cái sự thánh đạo, thánh quả, đạt đến cái trạng niết bàn, thì ở đây tùy theo cái mức độ tu tập thì chúng ta đạt đến những cái trạng thái niết bàn, nó cũng từ cao tới thấp. Ví dụ như cái vị mà nhập lưu thì mới chỉ đoạn trừ được ba cái hạ phần kiết sử. Tùy theo từng bước, nhưng mà khi mà vị này đạt được cái trạng thái niết bàn lần thứ nhất thì nó cũng đạt được cái sự vô nhiễm, không có dính mắc đối với các cái đối tượng. Mặc dù cái luyến ái nó còn, nhưng mà đều có cái nó cũng đã giảm nhẹ. Cho đến khi nào mà cái vị này đạt đến cái trạng thái niết bàn lần thứ tư thì lúc đó mới xác đào bứng tận gốc rễ hoàn toàn. Chứ còn cái vị mà Tư Đà Hàm thì nó cũng mới diệt cái ở cái thô thiển thôi. Nhưng mà cái vi tế nó cũng còn. Cho nên theo từng bước thì các cái phiền não nó cũng được xác tuyệt. Rồi nhờ có khi mà đạt đến những cái trạng thái niết bàn thì nó sẽ lần hồi trừ tuyệt các cái phiền não. Thì tất cả những cái hạ phần phiền não nó được đoạn trừ thì những cái khổ đau nó cũng sẽ được giảm nhẹ. Rồi nhờ có cái tâm nó an tịnh, một cái trạng thái an tịnh không khuấy động do tất cả những cái phiền não, vị này đã thấy được rõ ràng cái chân tướng của vạn pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Thì vị này đã cảm thấy ghê sợ, nhàm chán đối với tất cả các pháp thế gian. Cho nên là không còn khổ đau trước các cái đối tượng của thế gian này nữa. Thì đó là cái mục đích chúng ta tu tập để hướng đến cái con đường giải thoát. Giống như trong lời dạy của Đức Phật, hỷ tái sanh đoạn tận, tưởng thức được trừ diệt các thọ diệt tịch tịnh. Như vậy này hiền giả, ta biết sự giải thoát. Chính vì chúng ta còn ham muốn cầu mong các thiện sự làm để hướng đến các cái cảnh giới chư thiên phạm thiên, hay là hoặc là tái sanh làm người được hạnh và được đầy đủ vật chất, có địa vị, tài sản, thân bằng quyến thuộc. Chính vì những cái mong muốn cái hoan hỷ trong cái sự tái sanh chưa bị diệt trừ, chưa có đoạn tận, cho nên những cái năng lực nghiệp báo đó nó còn dẫn dắt chúng ta tái sanh. Còn đối với cái vị mà thánh A-la-hán thì các ngài đã diệt trừ tất cả cái mầm móng
không còn hoan hỷ trong cái sự tái sanh luân hồi. Cho nên sau kiếp sống đó thì các ngài hoàn toàn chấm dứt, không còn tái sanh luân hồi lại nữa. Nên là cái sự mong muốn mà cái gì còn mong muốn là sao? Là còn tham ái, mà phía sau tham ái là vô minh. Cho nên khi mà cái vị A-la-hán thì đã đào bứng, diệt trừ tận gốc cái mầm móng để dẫn dắt đi tái sanh là vô minh và phiền não tham ái. Cho nên là vì cái mầm móng mà cái nhân tái sanh đã bị diệt tận, không còn dư sót, cho nên vị này tịch tịnh, chấm dứt, sau đời sống này sẽ không còn sự tái sanh luân hồi nữa. Thì nhờ có cái sự giải thoát, sự giải thoát này trên cái trí tuệ, sự hiểu biết, giải thoát về khi mà đạt đến cái thánh đạo thánh quả, vị này biết mình đã chứng đạt. Cái điều này không ai làm thay cho chúng ta được. Cái vị hành giả phải cố gắng nỗ lực là tu tập để đạt đến. Khi mà cái vị này đạt đến cái trạng thái niết bàn lần thứ nhất thì tự thân mình sẽ hiểu biết. Những vị đạt thánh quả cao hơn có thể biết được những cái vị ở dưới thấp, như Đức Phật có thể biết được các vị chứng đắc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm hoặc A La Hán. Chứ còn cái vị mà Tu Đà Hoàn không thể nào mà biết được cái vị Tu Đà Hàm, tức là những cái thánh đạo thánh quả ở trên cao hơn mình thì không thể biết được. Quý vị thấy rằng ở trong gia đình của ông Cấp Cô Độc, thì ông Cấp Cô Độc đó là chỉ mới là vị thánh nhân nhập lưu, tức là mới đắc Tu Đà Hoàn mà thôi. Nhưng mà ông ta có người con gái đã đắc tới A Na Hàm. Thì khi mà cái cô này cổ sắp sửa mạnh chung á, thì cổ nói chuyện với ông Cấp Cô Độc, cổ xưng là chị. Thì vì ông Cấp Cô Độc mới chứng đắc cái quả nhưng mà nó thấp hơn, không hiểu biết được cái người con mình á chứng đắc cái quả nó cao hơn. Cho nên ông ta nói là cái nhỏ này nó gần chết rồi, cái tâm nó loạn động, cho nên là nó xưng là chị đó. Nhưng mà cô này á, cổ xưng chị ở đây là đối với ở trong cái thánh đạo, tại vì cái chứng đắc cái thánh đạo của cô này á nó cao hơn ông Cấp Cô Độc, cho nên là cô này xưng là chị trong cái đạo quả. Cho nên khi mà từng bước cái vị thánh nhân nhờ có cái chứng đắc thì chúng ta hiểu biết rằng những cái cấp bậc mà mình chứng đắc thì mình đã diệt trừ được những cái phiền não nó như thế nào từng bước. Rồi cái vị sau khi mà đạt được cái đạo quả rồi đó, thì cái vị này mới dùng cái trí tuệ phản kháng, xem xét lại những cái phiền não nào mình đã diệt trừ. Ví dụ như bây giờ vị này chứng đắc Tu Đà Hoàn, thì mình xem xét lại là ba cái hạ phần thiết sử, thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Ba cái hạ phần kiết sử này mình đã trừ tuyệt hoàn toàn.
mình biết rằng còn những cái nhiệm vụ kế tiếp là sân hận tham ái, thì mình phải cố gắng nỗ lực diệt trừ phần thô, rồi đi đến cái phần vi tế để tận trừ được năm cái hạ phần thiết sử. Giống như mình học những cái môn học nào mà cái vị này mới vừa chứng đạt, ví dụ như khi mà thi vào đại học thì ba môn môn chính ví dụ như là văn, toán, lý hóa gì đó, ba môn này thì mình đã đạt đủ số điểm để mình đậu vào cái trường đại học đó, mình biết là mình đã làm bài với cái số điểm như vậy có thể đạt được cái kết quả tốt đẹp để vào cái trường đại học đó. Nhưng mà vào cái trường đại học rồi đó thì mình còn phải tiếp tục học các cái môn học rồi những cái môn học phổ thông mà rồi phải theo cái chuyên ngành của mình nữa. Cho nên á là cái vị khi mà chúng ta đạt đến cái thánh quả sẵn tịnh rồi, mình biết những gì mà mình đã đạt được và phải cố gắng tiếp tục để phát triển thêm hướng đến những cái thánh đạo cao hơn. Chúng ta không có nên chấp thủ thỏa mãn vừa lòng với những gì mà mình đạt được thì như vậy đó, cái vị này sẽ lần hồi sẽ tiến xa hơn và hướng đến cái con đường giải thoát. Còn phàm nhân có nhiều khi chúng ta thỏa mãn với cái mình đã đạt được rồi á, cái công việc tu tập của chúng ta nó bị đứng lại tại chỗ đó. Thí dụ như bây giờ thôi, hồi trước mình chưa có biết, chưa có giữ giới, bây giờ mình biết, mình tránh xa năm giới vậy là được rồi. Thì như vậy á, chúng ta chỉ đứng lại ở cái phần mà giữ giới thôi. Rồi hoặc là chúng ta học được một vài bài kinh, chúng ta nghĩ rằng thôi bây giờ mình học được một vài bài kinh như vậy là cũng đủ rồi, để áp dụng vào đời sống rồi. Thì như vậy chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức độ học kinh. Thành ra đó, có những chúng sanh, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người đến chùa, nhưng mà do cái tri kiến của mình á, nó ở mức độ đó. Có những người họ đến chùa nhưng mà họ chỉ làm công quả, vấn đề làm phục vụ, lau dọn hay là hoặc là nấu nướng gì đó phục vụ lễ thì ta có thể người ta làm được. Chứ còn mà kêu lên tụng kinh hay là nghe pháp rồi họ không chịu, tại vì họ nói thôi giờ làm công quả là có lợi ích rồi đó. Rồi có những người thì tốt hơn chút là tụng kinh, thọ giới tụng kinh rồi thôi, nhưng mà kêu mà tu tập mà hành thiền rồi thì người ta không thể làm. Có nhiều người nói là kêu vân làm gì cũng được, chứ mà kêu ngồi thiền thì ngồi không được. Tại vì cái tâm tánh của chúng sanh á, nó mỗi cái tri kiến nó ở mỗi cái tầng mức khác nhau. Những người này họ chỉ hiểu biết và họ chấp vào cái hiểu biết của họ ở mức độ đó thôi. Cái người thích bố thí thì bây giờ mà rủ họ đi làm cái việc từ thiện á, bố thí giúp đỡ người khác thì được. Chứ còn mà bây giờ kêu họ là thọ thì tam quy ngũ giới hay là học kinh rồi đó, thì
họ không chịu. Rồi cái người mà cái họ thích về cái học kinh, họ thì tam quyên ngũ giới học kinh rồi thì được. Nhưng mà khi mà cao hơn là tu tập thiền định thiền tuệ thì họ không thể làm được. Rồi cái người mà họ thích, họ suy niệm về thiền định để cái tâm nó an tịnh, an lạc, đạt hỷ lạc vậy tốt rồi. Thì họ dừng lại ở cái mức đó. Bây giờ kêu họ ráng cố gắng phát triển về cái tuệ quán thì họ không chịu. Họ thấy hồi đó là nó khổ đau, giờ hành thiền và đạt đến cái trạng thái lân lân an lạc, cái vị lạc nó phát sanh, thì đến đó là như vậy tốt rồi. Thành ra họ chỉ dừng lại ở cái mức đó chứ người ta lên được. Cho nên á, là tùy theo cái mức độ hiểu biết, cái tri kiến mỗi người, chúng ta có thể biết được cái người đó, rồi chúng ta có thể dẫn dắt. Thì chính nhờ những cái nhân đó mà trong cái ngày vị lai chúng ta mới có thể đạt đến cái sự giải thoát. Thì tùy theo, giống như nó có ba hạnh tu. Ví dụ như cái người mà hạnh tinh tấn thì cái người này đó có cái sự nỗ lực trong cái vấn đề mà phục vụ, làm cái công ăn nhọc cỡ nào ta cũng làm được. Cái còn mà bây giờ kêu học kinh hành thiền thì họ có không có học được. Họ học để có tăng trưởng cái đức tin, cái sự tin tưởng vào tam bảo, họ có niềm tin rất là mạnh. Nhưng mà phát triển về cái tuệ thì họ không làm được. Còn có những người mà họ phát triển về cái tuệ thì khi mà kêu họ phục vụ hay là kêu họ thì họ không làm. Cho nên á là tùy theo cái căn cơ mức độ của mỗi chúng sanh. Chứ chúng ta không nên á bắt người khác người ta phải làm như mình. Cũng phải là hành thiền rồi quán về đối tượng sanh diệt rồi nữa. Thì mấy cái điều này hai cái hạng mà tinh tấn và đức tin thì người ta không làm được. Cho nên chúng ta đừng có chấp vào cái sở hành của mình rồi phê phán chê trách người khác. Thì mỗi chúng sanh thì nó có cái căn cơ độ khác nhau. Cho nên chúng ta biết những người này thì họ chỉ làm ở cái chừng mức đó mà thôi, không thể nào mà vượt quá cái. Ví dụ như bây giờ mình thì mình học bậc trung học thì mình đừng có chê mấy cái em nhỏ nó mới học mà ở dưới tiểu học, tại vì cái mức độ của nó, cái tuổi tác, cái điều kiện của nó mới học tới chừng đó thôi. Mình bắt nó làm những cái bài mà ở bậc trung học thì nó đâu có thể làm được. Cho nên là tùy theo. Rồi chúng ta biết của mình thì cũng phải cho nó vừa không có nên ôm. Ví dụ như bây giờ
người ta nói là phiền não. À bây giờ mình làm mẹ thì mình đã làm tròn bổn phận mình rồi. À nhưng mà bây giờ á, à, giúp đỡ hỗ trợ cho con cái thì nó phần nào thôi. À cho nên á là chúng ta phải biết rồi cái lời hứa của mình, nhờ mình có thể à, tu tập vào những cái giờ khác, rồi hoặc là chúng ta áp dụng cái sự tu tập vào trong cái đời sống ha. Chứ bây giờ con cái nó cũng nhờ mình, nhưng mà bây giờ mình bỏ mặt thì cũng không được. À, cho nên mình phải biết là áp dụng cái sự tu tập đó, rồi mình chỉ biểu nó, rồi mình ngồi đó rồi hoặc là mình niệm thành ra không, nó nói không, à lỡ mà mua thuốc sức bây giờ vì thương mình thấy nó rồi, thì giờ mình phải thay vì cái thời gian mình tu học, giờ mình tu học mình áp dụng vào trong trong cái đời sống. À mình không chấp thủ vào cái thời khóa thì mình sẽ dấy lên cái phiền não. À cho nên áp dụng vào cái đời sống một cách thực tế là tốt, để đem đến cái an lạc, cái sự giải thoát đó là nó không phải là ở đâu xa lạ, mà chỉ là ở nội tâm mình thôi. À khổ đau cũng ở trong tâm, mà giải thoát cũng ở trong tâm. Cho nên Đức Phật nói không, cái sự khổ đau và cái giải thoát đó, nó cũng nằm ở trong cái thân ngũ quẩn này. À thành ra đó, khi mà chúng ta biết dùng với cái trí tuệ sáng suốt thì nó sẽ là giải thoát. Còn nếu mà chúng ta chấp thủ thì
nó sẽ đem đến phiền não, khổ đau. Cho nên cái mục đích của chúng ta học á là muốn đạt đến cái giải thoát thì sao? Thì chúng ta phải xa rời. Cái điều quan trọng nhất là phải xa rời, diễn ly. Ở đây là diễn ly tất cả phiền não, nhất là vô minh và tham ái. Đó là cái nguồn gốc. Thì cái khổ đau hiện tại là do vô minh và tham ái ở trong quá khứ. Cho nên bây giờ đó, chúng ta có sự an lạc thì chúng ta hãy tránh xa, đoạn trừ tạm thời cái vô minh và phiền não. Mà muốn thoát ly chúng ta phải có chánh niệm vững giác, hiểu biết rõ ràng cái giây phút hiện tại như thế đó, để không có điều kiện cho phiền não dấy động sanh khởi. Thì như vậy á, chúng ta tạm thời có được một cái hiện tại lạc trú, có sự an vui. Khi nào mà trong tâm quý vị có đầy đủ và hiểu biết rõ ràng với trí tuệ sáng suốt, lúc đó là quý vị đang giải thoát ra, không có điều kiện cho phiền não dấy động, thì giải thoát cái đau khổ. Nhưng mà đó, phàm nhân mình thì mình chỉ giải thoát trong cái thời điểm nào đó, rồi có lúc đó là khi mà cái niệm và cái tuệ mình yếu thì có thể là phóng dật và phiền não nó sẽ sanh khởi. Mà khi mà phiền não sanh khởi thì khổ đau nó sẽ theo sau. Cho nên ngay trong thời điểm nào mà chúng ta cố gắng giữ vững được có niệm tuệ đầy đủ sáng suốt, thì ngay giây phút đó chúng ta tạm thời giải thoát phiền não. Rồi trong đời sống có đôi lúc ấy, thì chúng ta dùng phương pháp khác, tức là chúng ta trốn chạy, tìm cái khác. Nhưng mà cái này á thì nó cũng tạm thời, cái việc trừ hoàn toàn, giống như một cái người thợ mộc, bây giờ họ dùng một cái nêm này đó, họ đẩy cái nêm này ra. Nhưng mà khi mà cái nêm này nó đẩy ra rồi thì cái nêm này nó lại dính vào, cho nên nó là chúng ta dùng cái này để đối trị với cái kia. Nhưng mà rồi sau đó thì nó cũng sẽ đưa đến cái phiền não nữa. Chỉ có khi nào chúng ta tu tập đạt đến thánh đạo thánh quả thì lúc đó mới thật sự diệt trừ được các cái sanh khởi. Lúc đó là chúng ta mới giải thoát, tùy theo mức độ. Cái vị mà chứng đắc Tu Đà Hoàn thì nỗ lực tu tập sẽ chậm nhất là không quá 7 kiếp, đến kiếp cùng kiếp thứ 7 thế nào cũng phải cố gắng nỗ lực tu tập để đạt đến thánh đạo A-la-hán. Cho nên là cái sự giải thoát thì nó phải đi từng bước, giải thoát tạm thời, rồi giải thoát bằng cái sự khắc chế, và cùng thì đoạn trừ sát tuyệt bằng thánh đạo thánh quả.
À, bây giờ chúng ta là cái người mình còn đang tu tập, à, thì bây giờ chúng ta cố gắng nỗ lực, à, giải thoát trong cái khắc chế tạm thời, à, đừng có để cho phiền não nó dấy động. À, khi nào mà cái trong tâm mình có bực bội, à, có những tham muốn, à, mình biết, à, mình biết, thì mình kịp thời mình áp chế nó, à, thì đó là mình tu, à, và từ đó nó từng bước, à, rồi mình sẽ có những cái biện pháp, à, từ thấp tới cao. Mới ban đầu thì mình chỉ, à, khi nó vừa sanh khởi mình biết cách thức để mình đè nén, mình áp chế nó. Rồi á, khi mà cái trình độ mình cao hơn, à, mình sẽ quan sát, à, nó như thế nào, như thế nào, nó sanh như thế nào, à, nó mạnh như thế nào, rồi nó diệt lúc nào mình biết. À, thì khi mà mình phát triển cái niệm và cái tuệ đủ mạnh, thì khi mà nó sanh khởi lên, mình chỉ cần mình nhìn, mình quan sát nó, à, mình dùng cái niệm và cái tuệ nó mạnh, thì tự động phiền não nó sẽ diệt. À, cho đến lúc mà niệm và tuệ đủ định nó mạnh mẽ rồi đó, thì lúc đó niệm và tuệ đủ sức để diệt trừ, thì chúng ta sẽ đạt đến, à, thánh đạo thánh quả. Lúc đó nó đủ sức để đoạn trừ, à, các cái, à, hạ phần ký sử, à, thì chúng ta sẽ đạt đến tầng thánh hữu học. À, cho nên, à, trong cái sự tu tập, cái đích, cái sự giải thoát là tối hậu. Chúng ta tập đi từng bước như thế nào để đạt đến cái an lạc, cái an lạc trong hiện tại, cách chúng ta áp chế, khắc chế cái tạm thời, rồi hoặc để tạm thời đối trị, không để cho phiền não sanh khởi. À, còn cái mục tiêu giải thoát hoàn toàn là, à, chúng ta phải tu tập, à, để dung bồi cái trí tuệ và sự hiểu biết, à, sáng suốt, để chúng ta, à, đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn. À, thì, à, trong cái lời dạy của Đức Phật, à, hỷ tái sanh đoạn tận, tưởng thức được diệt trừ, các thọ diệt tịch tịnh. Như vậy này hiền giả, ta biết sự giải thoát, thoát ly và viễn ly cho các loại chúng sanh. Thì đây là cái, lời dạy kết thúc của Đức ở trong cái câu thứ hai là giải thoát. À, thì bây giờ, qua cái, lời dạy của Đức Phật, thì, cũng qua những cái, sự hiểu biết, thì sư cũng xin chia sẻ với, quý vị về cái lời dạy của Đức Phật. À, bây giờ thì, mời, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả, quý vị cùng, thảo luận thêm, về những cái thực tế cái sự tu tập của mình, như thế nào, để cùng nhau chia sẻ, cái lời dạy của Đức Phật, để cùng nhau hiểu biết, để hướng đến cái con đường giải thoát, an lạc. Mặc dù là giải thoát tạm thời, thì chúng ta cũng được an lạc, tạm thời trong thời gian ngắn. À, rồi nếu mà chúng ta nỗ lực tu tập á, thì, chúng ta có sự khắc chế, đoạn trừ các phiền não, nó lâu hơn,
thì chúng ta được an lạc nó lâu hơn. Cho đến khi nào mà quý vị mà nỗ lực tu tập đạt đến bậc thánh hữu học thì như vậy đó, là cái an lạc nó cũng cũng khá rồi. Cho đến khi nào mà đạt đến thánh đạo thánh quả a la hán thì lúc đó sẽ diệt tận vô minh và phiền não một cách không còn dư sót. Lúc đó là coi như cái công trình tu tập hướng đến cái con đường giải thoát của chúng ta nó thành tựu một cách tốt đẹp. Thì với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão và các ngài pháp thể khang ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có sự hiểu biết để tạm thời chúng ta giải thoát, rồi giải thoát những cái sự chấp thủ, những cái tri kiến của mình, để có tấn trên bước tu tập để phát triển cái trí tuệ của mình mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, tiến xa hơn. Cầu mong tất cả quý vị có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ niềm tin, có đầy đủ sự sáng suốt để thực hành, áp dụng an lạc trong đời sống hiện tại, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Hello, hello. Trần rồi, cảm ơn Trần đã con đi ta. Dạ, con xin cảm ơn sư Pháp Thanh đã cho bài pháp vậy. Con nghĩ rằng sư cũng nói đầy đủ lắm rồi, một tiếng đồng hồ. Sư uống cà phê, uống nước trà. Con thì không biết uống nước trà, mà con cũng không biết uống cà phê luôn nữa. Uống nước lọc thôi à. Dạ, quý vị có những câu hỏi nào thì quý vị đặt đi. Cái đạo tràng im lặng quá, tôi phải chạy lên tôi nói thôi. Dạ, quý vị có câu hỏi nào không? Chẳng hạn như quý vị hỏi làm sao để mà tu tập để giải thoát được, làm sao chuyển được cái tâm của mình từ nhiều cái chấp ngã, những cái tà kiến, những chấp ngã về tục lệ, cha truyền con nói trong gia đình, đàn bà, đàn ông, con trai phải làm cái gì, làm cái gì. Thì quý vị hỏi sư đi, sư trả lời. Quý vị nghe xong rồi quý vị đang hưởng hương vị của pháp bảo, thành ra im lặng hoàn toàn trong trạng thái tịnh tịnh. Ha.
Cô tu nữ tại duyên cũng thường hay lên nói, đang xong lên nói để cho sư nghĩ mệt một chút ha. Thì nói tóm lại thì sư cũng giảng rồi, tôi tóm lại thôi để cho quý vị nghe lần thứ hai nữa. Thì trong khi cho cái chỗ mà phẩm cây lao nó có tất cả 1 2 3 4, mình coi coi 1 2 3 4 phẩm 5, ok, nó phẩm bộc lưu theo tôi thấy trong tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya. Thì cái phẩm thứ nhất là bộc lưu, sư đến vào từng giờ rồi, bữa nay sư giảng về giải thoát. Tôi nghĩ rằng từng từng tới thì sư sẽ lần tới sư giải vậy, đưa đến đoạn tận là phần thứ ba, phần thứ tư là thời gian trôi qua, thứ năm là bao nhiêu phải cắt đoạn, thứ sáu là tịnh giác, thứ bảy là không liễu chi, thứ tám là mê loạn. Nó có nhiều tầng bậc lắm quý vị, nhưng mà nói tóm lại thì từ trong cái này vòng vòng Đức Phật cũng nói đi nói lại những cái cách mà tu hành cho chúng sanh, cũng như về các vị tỳ khu đệ tử của ngài, cũng như các Phật tử của ngài, thì ngài cứ nhắc lại hết. Trước hết là nói tóm lại, chúng ta phải nắm giữ cái tâm của chúng ta, và chúng ta phải dùng cái trí tuệ của chúng ta để phân tích cái điều nào chúng ta cần làm, cái điều nào chúng ta phải bỏ đi. Cho dù đó những cái tục lệ đó là cha chuyện con nói nhiều đời nhiều kiếp, đó là về cái pháp của tục đế, chúng ta phải bỏ đi. Những cái gì mà cần thiết thì lấy, không có cần thiết thì cũng không lấy. Chẳng hạn, thì cho thí dụ, chẳng hạn chúng ta ở bên Việt Nam, chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Chệt, văn hóa Tàu, Chệt nó nghe nó tức lắm, của sau này Trung Cộng còn ghê nữa. Thì vấn đề mà quân tử thần tử, tức là ông vua chết mình phải chết theo, phải lúc nào cũng phải theo cái đường hướng của ông vua trước, ông vua sau thì không chịu. Dạ thì trong trong quá khứ vua Quang Trung rất giỏi, nhưng vì cũng có một số người để hỗ trợ cho vua Gia Long Nguyễn Ánh á, thì không có được cái sự mà trí tệ để biết ông vua nào tốt, ông vua nào xấu, thành ra đưa một đất nước qua một cái ngõ rẽ khác. Dạ. Chẳng hạn như 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 thế này nữa, thì trong cái miền Nam thì chúng ta đã biết rồi, vấn đề mà đổi qua một chế độ này qua chế độ khác, thì cái người dân như tôi không có thích chế độ cộng sản, tôi qua bên Mỹ. Thì những cái gì mà cha mẹ tôi dạy ngày xưa thì qua Mỹ thì khác. Chẳng hạn chúng ta thường nói là an cư lạc nghiệp, tức là phải có chỗ ở xong rồi thì mới tính công việc khác. Nhưng qua bên Mỹ thì nó ngược lại, lạc nghiệp mới an cư, không có việc làm thì không có chuyện gì hết. Với lại người thay đổi, quý vị có đồng ý điều đó không? Hồi lúc trước ở bên Việt Nam thì con dâu, qua bên Mỹ thì bà dâu. Hồi lúc bên Việt Nam con đặt đâu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng qua Mỹ con đặt đâu, cha mẹ phải theo đó. Nhà đại khái là như vậy. Thì quý vị thấy không, những cái tục lệ, những cái luật lệ của thế gian thường thay đổi vòng vòng vòng, thay đổi theo cái môi trường, thay đổi theo cái môi trường của cái người sống ở chỗ đó. Chẳng hạn chỗ mà lạnh thì người ta sống cách khác, mà chỗ đầy tiết người ta sống cách khác, mà chỗ nóng người ta sống cách khác, nó thay đổi hết, không có đúng. Bởi vậy lúc mà tôi học về, hồi nhỏ tôi học về công dân giáo dục, thì cái ông thầy giáo có dạy tôi quên cái ông này, dân chân chết gì đó, không, cái ông người Pháp nói cái luật lệ ở xứ này nhưng bước qua cái núi kia thì nó khác. Và thì chẳng hạn như lúc đó thì tôi nhỏ tôi không hiểu, thì ông cứ nghĩ rằng đối với chúng ta ăn thịt người là một cái tội lỗi ghê gớm lắm, những cái mội mà ăn thịt người thì nó nghĩ rằng cái đó là sực phàn là ngon, thấy không? Nhưng còn luật lệ bên đây khác với luật lệ bên khác, thì nó cứ mỗi như tuổi mỗi á, thì nó mỗi lần mà nó ăn thịt người hay gì đó, ăn thịt gì cũng vậy, nó người ta nó ăn cũng giống vậy, nó nhảy múa tùm lum tùm la giống vậy. Thì chúng ta coi những phim ngày xưa thì biết vậy rồi. Cũng như luật lệ
cái nước cộng minh nước đấy, thì nó một cái gì mà ông bà cha mẹ để lại đó mà không có sự suy xét để mà chuyển đổi lại từ chỗ này qua chỗ kia thì thiết đậu. Tại vì ta dính mắc vào những gì có sẵn mà không chịu xả bỏ để nhận chỉnh sửa lại. Dạ, con nói vậy có đúng không sư Pháp Thanh? Con nói dài dài, con nói theo ý con thôi, để cho sư nghĩ, chứ cái đạo tràng không ai lên hết, nó im lặng hết. Quý vị nào có muốn lên thì đánh hiệu là cho con muốn lên, để tôi không ai giơ tay. Thank you.